Ủa Thảo. Dạ anh An. Làm gì mà đếm tiền rồi rối ra rối rắm dò đồ bứt tay bấm máy tính sạch sạch dữ vậy? Anh An ơi, cái tiền mà Thu Ngân hôm nay nè, em kiểm hoài á, xong mất hết 2 triệu. Mà em không biết mất ở đâu á. Ủa mất tiền hả? Em kiểm tra kỹ lại trong két chưa? Kiểm tra kỹ mấy ngóc ngách này rõ chưa? Em kiểm kỹ lắm rồi, kiểm mấy lần luôn á. Em còn lấy chỗ em mất ở dưới đây nè, em sợ nó bay xuống dưới mà không có. Để anh coi cho mấy cái hốc thử coi có tiền rớt nó bay xuống đây không. Kiểm kỹ lắm rồi anh. Mà anh ơi, em nói nè, giờ thiếu như vậy á, anh trừ vô tiền lương của em đi. Chứ em cũng ngại lắm, em không có cố ý làm vậy đâu. Em cũng biết tiền mất lúc nào nữa. Khoan đã, để anh check camera lại cái đã. Ờ đúng rồi, em check cam giùm em chứ. Mà từ sáng giờ em bán cho bao nhiêu khách, rồi em bán nước gì, bán bao nhiêu tiền, rồi có chừng có thối lộn tiền cho người ta hay không không? Không, em tính tiền theo bill in ra đó, không có nhầm được đâu. Mà sáng giờ chỉ có 4 khách đưa tờ 500 ngàn mua cà phê với nước. Em kiểm mấy lần rồi, giờ chỉ còn có mấy tiền lẻ 100 ngàn không mà không có thấy 4 tờ 500 đâu hết trơn hết á. Khách vô hồi mấy giờ? Để anh kiểm tra lại cho dễ nè. 10 giờ có 2 khách. 10 giờ không? Sau đó là 12 giờ, 2 giờ. Rồi hồi nãy là 3 giờ anh. Là 4 lượt khách. Dạ. 10 giờ. Ủa sao anh coi tới coi lui cũng có 2 người vậy ra đi vô à, mà chỉ có thay đồ thôi đó. Ủa 2 người là sao anh? Nè em coi kỹ đi, nè chỉ có 2 người đi ra đi vô quán mình nè, tính tiền nhưng mà thay đồ nè. Ủa là sao anh? Rồi vậy là tụi nó cố tình vô đây đợi cái lúc mà em không có để ý á, trong cái lúc em lay hoay thì tụi nó lấy lại cái tiền mà tụi nó đã trả. Đúng rồi ha, không trách gì á, cái ông đó cứ đứng ngoài kia nói chuyện với bà gì xong rồi vô đây hỏi tùm lum hết trơn. Vậy là tụi nó cùng bọn rồi đó. Thôi coi như rút kinh nghiệm đi, mấy mốt khách trả tiền á thì cất tiền vô trong két đàng hoàng xong rồi mới thối tiền lại cho người ta. Còn ví dụ như mà có trường hợp mà người ta xin lại cái tiền cũ á thì đợi người ta trả cái tiền mới rồi không trả lại tiền cũ cho người ta để mới cầm lộn, hiểu chưa? Dạ. Ừ. Mà anh trừ mỗi tháng em 500 ngàn thôi nha, chứ anh trừ hết lận không có đủ tiền trang trải đâu. Thôi được rồi, coi như rút kinh nghiệm đi, anh không có trả tiền đâu nha. Thiệt hả anh? Ừ. Em cảm ơn anh. Ừ. Rồi làm việc nha. Dạ. Trời ơi trời, chưa tới 2 triệu điếm hoài. Hay quá, sáng xíu nữa là mất tiền rồi đó. Đó, bà nói tôi mới nhớ. Tôi làm thì nhanh gọn lẹ, bà làm cà rè chút xíu nữa nó phát hiện rồi đó. Hay quá. Vậy hả, hồi sáng hỏi chú cố vô, vậy mà nó vẫn đi kìa. Bây giờ tôi với bà kiếm cái quán khác làm nữa. Chứ bây giờ có một quán tụi nó phát hiện chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà mình kiếm cái quán nào á, nhân viên là nữ mới dễ làm. Nhưng mà sao tôi cứ sợ giờ lỡ mai này người ta phát hiện người ta bắt tại trận. Ê sợ thiệt á. Thằng chồng khôn nhiêu con vợ khờ bấy nhiêu. Bây giờ bà cầm cái số tiền của nó thối cho mình, mình đi từ từ ra. Bây giờ lỡ nó phát hiện nó kêu thì mình nói là anh quên đưa tiền. Chứ mình đâu phải mình chạy cái dèo đâu mà mình sợ. Nhưng mà bây giờ nè, một ngày mình đi 4 quận là kiếm cũng gần 2 triệu bạc rồi. Tôi thấy ông á, mỗi lần ông đi vô mấy cái quán đó ông mua ít một xíu thôi để cho người ta thối tiền nhiều vô. Mấy cái lỗ tai lên mà nghe nè. Bây giờ bà mua ít, nó chú ý nó phát hiện rồi sao? Bà phải mua nhiều vô, mình sao nhãn nó sẽ không để ý. Không mấy giờ á, đổi vô mấy cái cửa hàng lớn đi. Giờ mình chơi mấy cái hóa đơn vài triệu luôn. Rồi ngu thêm tập nữa. Gì nữa? Bà mua cái hóa đơn vài triệu rồi nó có tờ 1 triệu thối cho bà không? Quên nữa. Vậy thôi mai đi chỗ đó tiếp đi. Mà nó nghe nè, mượn cái chiếc xe khác luôn, đổi chiếc xe đó luôn đi. Chứ bây giờ vô cái quán nó hoài thấy chiếc xe đó rồi nó phát hiện á. Cái bãi xe nó xa lắm, nó không biết mình đi cái gì đâu ha. Được không vậy trời? Được. Uống nước lẹ lẹ đi nè. Em. Dạ. Cho anh 2 ly cà phê đặc biệt. Dạ 2 ly cà phê đặc biệt không anh? Mẹ em gái. Dạ. Cho anh cái xin cái túi để xách đi luôn á. Dạ có anh. Lẹ lẹ đi cho nội, lỡ lâu quá vậy. Trời ơi mới vừa vô kêu 2 ly cà phê uống thèm phê quá nè. Dạ anh đợi em xíu nha, 5 phút thôi. Có vợ khổ lắm em. Dạ. Mà tiền cà phê của anh nhiêu tiền vậy? Dạ 2 ly là 50 ngàn anh. Ờ. Dạ. Ê mà tôi không uống cà phê đâu. À, em cứ làm ly cà phê trước đi. Để anh ra hỏi vợ anh uống cái gì vậy? Dạ dạ. Rút cuộc bà uống cái gì? À, thôi, cà phê cũng được, hết nhiêu tiền? 50 ngàn á. 50 ngàn. Nè, lẹ đi. Ừ.
Dạ vậy giờ sao anh? Hai ly cà phê đi em. Giờ nó lằng nhằng quá, cho anh gửi tiền. Mà nè thôi. Tôi có tiền lẻ, để lấy tiền lẻ đi. Trả anh 500 đợi anh ra. Giờ anh có tiền lẻ, đợi anh đổi nha. Ê mà thôi khỏi đi. Lấy tiền thối đi, về còn đi mua cái đồ khác nữa. Bà lằng nhằng quá nha. Rồi bịch bánh này em bán nhiêu tiền vậy? Dạ 15.000 anh. 15.000. Dạ. Ồ, nhìn ngon quá, lấy giùm anh bịch bánh này luôn. Dạ. Là bịch bánh đó 15.000, hai ly cà phê 50.000 là 65.000, là em thôi anh là 435.000. Dạ. Dạ anh đợi em xíu nha. Ừ. Lẹ lẹ đi nha, tôi ra xe trước á. Rồi. Mà em ở đây á, ngoài cà phê với bánh này nè, em còn bán cái gì khác không? Dạ còn sinh tối lại kem nữa anh. Ồ. Thôi để dịp sau anh ủng hộ ha. Dạ. Ở đây 435.000. Rồi, cảm ơn em gái. Dạ, cảm ơn anh. Anh chị, khoan đi đã. Ủa anh trai, tự nhiên chặn đường kiếm chuyện vợ chồng tôi anh trai, tránh ra. Đâu, tôi đâu có kiếm chuyện anh chị đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi mà. Chuyện gì, có chuyện gì đâu, đi anh. À, khoan đã, giới thiệu với anh chị, tôi là chủ quán cà phê này. Anh chủ quán cà phê kệ anh chứ, vợ chồng tôi vô mua cà phê là vì quán anh bán ngon thôi, chứ tự nhiên ra chặn đường làm sao, tránh ra tôi đi. À, cảm ơn anh chị đã mua nước ở quán tôi, nhưng mà anh chị chưa trả tiền đó. Anh nói cái gì ở đây nè, tiền nhân viên anh nó phát cho tôi, ý lộn nó thối cho tôi là 435.000 đây nè, còn gì cái hai ly cà phê với bịch bánh nè. Đây anh chị coi cái này đi rồi anh chị nói chuyện tiếp với tôi. Còn quá, anh em nhau không ạ? Tôi quên. Anh lấy tiền ra trả anh ta. Tiền gì mình làm gì sai đâu mà sợ. Mẹ, nhanh lên. Cái con điên này muốn tiền ra trả anh ta nhanh. Tiền gì mình đâu làm sao, lên xe về. Lên lại. Nè, anh chị dở trò lừa đảo tình gì ở quán của tôi. Nhân viên của tôi nó còn trẻ cho nên mới bị anh chị qua mặt như vậy. Bây giờ tôi đã có bằng chứng rành rành như vậy rồi. Từ hôm qua tới ngày hôm nay là hơn 2 triệu đồng tôi đưa anh chị lên công an được rồi đó. Anh tụi em trẻ người đơn giả, tụi em không cố ý. Để tụi em trả tiền cho anh liền nha. Tiền đâu lẻ lớn. Mày tránh ra coi. Trời ơi. Mày có sao vậy anh? Sao cứ đợi động tay động chân không rồi. Nãy giờ nói chuyện đàng hoàng không chịu vậy anh trai. Không trả tiền người ta còn đánh người ta nữa vậy anh trai. Anh ơi. Mày nói nhiều quá. Anh Anh có sao không? Thôi. Anh đừng có đánh chồng em nữa. Để em trả tiền. Tiền đâu? Nè anh. Không được như vậy nữa nghe chưa? Dạ đi. Đi đâu? Thì đi về tiền trả xong rồi. Đâu có. Anh chị thực hiện hành vi vậy quán tôi nhiều lần rồi. Cũng đã thực hiện rất là nhiều quán khác rồi đúng không? Đi lên công an với tôi. Ủa anh, người ta nói là mấy bố không được làm gì mà bỏ qua rồi mà anh. Đâu có đâu, người ta bỏ qua chứ tôi thì không. Đấy. Anh ơi.